các cổ đông của Black Space Acquisition, công ty có kế hoạch sáp nhập với nhà sản xuất ô tô điện của Việt Nam VinFast vào tháng này để cho phép niêm yết tại Hoa Kỳ, đã bỏ phiếu vào thứ Năm để kéo dài tuổi thọ của công ty thêm một năm. Cuộc bỏ phiếu cho phép SPAC có trụ sở tại Hồng Kông có thời hạn đến ngày 20 tháng 7 năm 2024 để hợp nhất với một công ty mục tiêu. Đại hội cổ đông bất thường được tiến hành tại Hồng Kông và trực tuyến qua webcast, kéo dài chưa đầy 10 phút. Các cổ đông của SPAC có trụ sở tại Hồng Kông vẫn chưa bỏ phiếu về đề xuất sáp nhập với VinFast, nhưng đã thực hiện quyền mua lại 80% cổ phần của họ. Black Space Acquisition cho biết, số tiền mua lại lên tới khoảng 147 triệu đô la Mỹ. Sau khi mua lại, số tiền còn lại trong tài khoản ủy thác là khoảng 28,56 triệu đô la, SPAC cho biết trong một tuyên bố. BSA niêm yết trên NYSE. Tháng trước, BSA đã chuyển danh sách từ sàn giao dịch chứng khoán New York sang sàn giao dịch vốn hóa nhỏ NYSE American, một thị trường dành cho các công ty vốn hóa nhỏ hơn, có thanh khoản thấp hơn. SPAC được thành lập bởi Black Space Capital, chi nhánh đầu tư tư nhân của Lauren Ho, người đứng đầu Melco Resort và Entertainment, công ty điều hành các sòng bạc ở Macau và Philippines. Khi khung thời gian theo kế hoạch của SPAC để đạt được thỏa thuận sắp kết thúc, BSA đã công bố vào tháng 5 một kế hoạch sáp nhập bất ngờ với VinFast để niêm yết nhà sản xuất ô tô trên sở giao dịch chứng khoán New York. Theo trang web của mình, SPAC ban đầu đã tìm cách hợp nhất với một công ty lý tưởng trong lĩnh vực kinh doanh giải trí. VinFast ban đầu đã lên kế hoạch niêm yết tại Hoa Kỳ và đã phải vật lộn để bắt đầu sản xuất và tăng doanh số bán hàng bên ngoài Việt Nam. Họ đang đấu tranh để duy trì chỗ đứng khi các công ty dẫn đầu thị trường là Tesla và BYD tham gia vào cuộc chiến giá cả và nhu cầu về xe điện dường như đang chậm lại ở các thị trường lớn. Đầu năm nay, VinFast đã trì hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện EV trị giá 4 tỷ đô la Mỹ tại Bắc Carolina. VinFast đã rời ngày khởi động của nhà máy đến năm 2025 từ năm 2024. VinFast ban đầu nộp đơn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ để niêm yết trên Nasdaq với mã chứng khoán VFS vào tháng 12 năm ngoái với mục tiêu định giá khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Pháp nhân mới sáp nhập được VinFast và BSA ước tính có giá trị vốn chủ sở hữu tiềm năng là 23 tỷ đô la Mỹ. Việc mua lại phù hợp với xu hướng gần đây của các SPAC khác đang tìm cách gia hạn, VinFast cho biết trong một tuyên bố với Reuters, không có tác động đến quá trình niêm yết hoặc định giá thỏa thuận. BSA chưa có bình luận nào thêm. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.